Hello cả nhà nhá. À, hôm nay đi chợ phiên Co Sầu, tức là chợ thị trấn Trùng Khánh của huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng cả nhà nhá. Gặp em gái Hồng Phương, tức là em gái Đồng Hương. Cô ấy à, vợ chưa biết tên gì, chỉ biết là cô ấy biết tên A Phở. Có một A Phở đi quay ở thác Bản Dốc đấy, mình thì quay được hai bạn cô, hai bạn ấy đi cùng A Phở người Trà Lĩnh. Cô này cô nói là bạn của cô ấy, thì cô ấy rất là vui. Hôm nay muốn A Phở hát tặng hai ba câu gì đó để thứ nhất là tặng cho nhân dịp 20 tháng 10 ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Thứ hai nữa là cho cả nhà xem là không biết là em tên gì nữa, có thể nói được không? Vâng, em tên Hương ạ. Xin chào mọi người nhá. À, tên Hương đúng không? Bán chuyên nhà vịt gà ở nhà nhá. Cái chợ nào cũng đi hay mình chỉ bán Trùng Khánh thôi? Em ở trong Trùng Khánh thôi ạ. Nhưng mà em nhận ship mọi nơi ạ. À, nhận ship mọi nơi. Cô ấy bán cô Hương bán tất cả gà vịt của cả nhà. Ai ăn mua ủng hộ nhá. Hay có bà chị gái nghệ nhân xuất sắc đang ở đây. Đang làm chứng nhà vừa tặng người em gái Đồng Hương cô Hương nhá. Nàng ơi, vằn nay lá vằn xích cầu lịch ngơ dương, vằn trước lá vằn như thịt mà thân nàng ơi, vằn nhi điệp văn thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trải so tặng nó ngã du đầy, chúng nó nhìn mưa ná chắn ở đây, mỹ rành mãi cha nà vui mọi vần nơ, mọi vần mọi hàng khai bất cái ở cây đầy lai sẻn liên hạ lúc vô mà khe bây nà mi lai ngân sen văn lăng a bơ theo a ma áng mơ vừa men chài té xó kín lèng vừa men nòng a té a ma chạy tô phở, dù tỷ này tên mang có sầu, mỹ lai cua lai à thinh khai sử, nón lá cần mang thư khai giờ nay cũng sang hà khai đầy leo, nhờ bác ba áo á mà ăn ghế khẩu mã rửa hư non tua nôn khai thuốc nòng bay mưa đôi búa đuôi lục sữa nón nhẵn như cần kê thêm nơ chạy a bơ do tắng chi cầm xe vần lắng cho bà khăn nhằng chứ giờ này chạy xó phép bay ở quay khuyên hư nóng ta ngả quay chứ đuổi